Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Ước Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, cả đời tôi thức dậy từ sáng đến tối, ngủ cũng mơ về Việt Nam. Đó chính là câu nói đầy nghĩa tình của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, Nguyễn Văn Lập. Dù sinh ra tại đất nước Hy Lạp, song cả tuổi thanh xuân của mình, ông đã sống và chiến đấu bên những đồng đội, đồng chí tại Việt Nam. Đối với ông Kostas Nguyễn Văn Lập, Việt Nam đã trở thành quê hương, tổ quốc trọn vẹn nghĩa tình. Vào ngày 25 tháng 6 năm 2021, tại quê nhà Hy Lạp, sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được các y bác sĩ và gia đình tận tình cứu chữa, chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, ông đã từ trần tại Athens, Hy Lạp, hưởng thọ 93 tuổi. Theo nguyện vọng của ông và gia đình, ngày 2 tháng 8 năm 2022, tro cốt của ông được đưa về Việt Nam an táng. Cuối cùng ông đã được trở về với đồng đội Việt Nam. Để tìm hiểu rõ hơn về người anh hùng Nguyễn Văn Lập và những đóng góp đặc biệt của ông đối với cách mạng Việt Nam, tất cả anh em hãy cùng tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé. Anh em thân mến, câu chuyện về người anh hùng Việt Nam mang dòng máu xứ sở thần thoại bắt đầu vào tháng 2 năm 1946. Khi đó trong toàn lính Lê Dương của Pháp tới Sài Gòn, Việt Nam, có một chàng thanh niên người Hy Lạp tên là Kostas Sarantidis. Trước khi tới Việt Nam, anh được nghe kể về viễn cảnh mình sẽ tham gia bảo đảm an ninh cho người Pháp và lính Lê Dương Pháp sang Đông Dương để chống phát xít Nhật, giải phóng các xứ ở đây. Tuy nhiên, ngay khi vừa đặt chân tới Sài Gòn, một sự thật khác phơi bày ngay trước mắt anh. Lính Lê Dương tới đây không phải là để bảo vệ người dân mà là đàn áp, giết người và cướp của. Những ngày tiếp theo, trên đường lên Đà Lạt, xuống Phan Giang, Phan Thiết, anh đã tận mắt chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh giết người, cướp của, đốt nhà tàn bạo của lính Lê Dương dưới sự chỉ huy của các sĩ quan Pháp. Sau này, trong một lần gặp phóng viên báo Nhân dân tại thủ đô Caracas, Venezuela, năm 2005, ông Kostas Sarantidis, Nguyễn Văn Lập kể lại: "Tôi và hai người bạn Hy Lạp sang đến nơi mới biết là bị lừa, chả thấy người Nhật đâu, thay vào đó là được lệnh đi bắn nhau với Việt Minh. Chúng tôi là người dân từng bị đô hộ gần 400 năm, từ người trẻ đến già có ai muốn đánh nhau, đi xâm chiếm ai đâu." Những bất bình này nảy sinh khi mới đặt chân lên Sài Gòn ngày một lớn. Kostas Sarantidis dứt khoát tìm mọi cách nhanh chóng rời bỏ quân xâm lược dã man, đứng về phía người Việt Nam đang chiến đấu để giành độc lập tự do. 4 tháng sau khi đổ bộ Sài Gòn, Kostas Sarantidis đã thoát khỏi đội quân Lê Dương, ra vùng tự do. Anh gia nhập ngay hàng ngũ quân kháng chiến, lấy tên Việt Nam là Nguyễn Văn Lập, chính thức trở thành anh bộ đội Cụ Hồ. Theo đại tá Võ Văn Minh, 91 tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng, năm 1948, khi ông đang phục vụ tại tiểu đoàn 39 thì gặp đồng đội Kostas Sarantidis, Nguyễn Văn Lập. "Lúc đó tôi tự hiểu rằng điều gì khiến anh ấy quyết định đi với Việt Nam. Tôi chỉ có thể nói rằng đó là vì tình yêu thương con người vô bờ bến. Quên sao được trận đánh Hưng An ngày 13 tháng 4 năm 1948. Quên sao được trận đánh tại ga Phú Cang ngày 6 tháng 11 năm 1948. Đại tá Võ Văn Minh nói. 9 năm kháng chiến chống Pháp, Kostas Sarantidis, Nguyễn Văn Lập được giao làm nhiều công việc trong các đơn vị quân chính quy liên khu 5. Có mặt trong nhiều trận đấu ác liệt ở khúc ruột miền Trung. Thời kỳ đầu làm công tác địch vận ở chiến trường Quảng Nam Đà Nẵng, anh đã lập công xuất sắc, làm chương trình phát thanh vào đồn địch, cảm hóa được nhiều lính Lê Dương. 40 lính đã bỏ Pháp mang theo súng đạn sang kháng chiến, cứu sống 120 người bị địch bắt. Khi làm xạ thủ Trung Liên, anh đã cùng đồng đội bắn rơi tại chỗ chiếc máy bay Moren ở gần ga Phú Cang, Quảng Nam, bắt sống 3 tên giặc lái Pháp. Trong trận chống địch càn quét ở Hương An, Bà Rén năm 1948, anh cùng đồng đội diệt gọn 200 lính địch, bẻ gãy của càn quét. Khi được điều về làm tổng giám thị trại tù binh Âu Phi số 3 ở Quảng Ngãi, anh làm tốt công tác giáo dục, làm cho họ hiểu rõ tinh thần chính nghĩa và chính sách nhân đạo của chính phủ kháng chiến. Lập công xuất sắc, chiến sĩ Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam năm 1949. Sau Hiệp nghị Geneva năm 1954, tập kết ra miền Bắc, anh tham gia chống đối, chống địch cưỡng ép đồng bào miền Bắc di cư vào miền Nam, làm trung đội trưởng đội cung tiêu ở sân bay Gia Lập, làm lái xe tải ở các mỏ than Na Dương, mỏ thiếc Cao Bằng, làm phiên dịch cho chuyên gia Đức ở nhà máy in Tiến Bộ. Nhiều lần anh được mời đi đóng các vai Pháp, Mỹ trong một số bộ phim truyện Việt Nam. Bất cứ nhiệm vụ nào, anh cũng tận tình làm và đạt hiệu quả cao. Năm 1958, Kostas Sarantidis, Nguyễn Văn Lập kết hôn với một cô gái Hà Nội, sinh được 4 người con, một trai 3 gái. Tất cả các con anh đều có tên Việt Nam: Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Thị Bạch Nga, Nguyễn Thị Tự Do. Trải qua quãng đời trẻ trung, sôi nổi, rất có ý nghĩa ở Việt Nam, anh gắn bó với Việt Nam đến mức mà không nghĩ đến việc rời đi.
dù cuộc sống còn rất nhiều khó khăn vất vả. Cấp bậc cao nhất của chiến sĩ Kotasarantelis Nguyễn Văn Lập trong Quân đội Nhân dân Việt Nam là Đại tá. Năm 1965, Kotasarantelis Nguyễn Văn Lập quyết định cùng vợ con rời Việt Nam về cố hương Hy Lạp để chăm sóc mẹ già sau nhiều năm mất liên lạc. Từ những năm đầu về nước cho đến khi chút hơi thở cuối cùng, dù cuộc sống khó khăn đến chừng nào, ông vẫn hướng về Việt Nam và coi mình là một phần của Tổ quốc. Cotas Nguyễn Văn Lập được nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết trao tặng Huân chương Hữu nghị và cấp quốc tịch Việt Nam ngày 7 tháng 1 năm 2011. Ông được trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam năm 2013, trở thành người nước ngoài đầu tiên và duy nhất tới nay được nhận danh hiệu cao quý này. Ngôi nhà giản dị của ông tại thủ đô Athens chưa ngày nào thiếu hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng. Phần lớn đồ trưng bày trong nhà là những kỷ vật, hiện vật, tranh ảnh về thời ông sống, chiến đấu và làm việc tại Việt Nam. Đối với ông, đất Việt đã hóa tâm hồn. Tại Hy Lạp, ông và vợ là bà Đỗ Thị Trung đã nuôi dạy trưởng thành 4 người con. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, gia đình ông vẫn duy trì phong tục, tập quán của người Việt. Các con cháu thường sum họp, quây quần bên ông bà cha mẹ trong ngày nghỉ cuối tuần hoặc các ngày lễ Tết. Xa Việt Nam hàng nghìn dặm, nhưng ông vẫn có cách sống trọn vẹn với Tổ quốc thứ hai theo cách của riêng mình. Ông lấp đầy nỗi nhớ Việt Nam bằng những hành động đẹp dành cho cộng đồng người Việt và vun đắp cho tình hữu nghị Hy Lạp Việt Nam phát triển. Đại sứ đặc mệnh toàn cầu đầu tiên của nước ta tại Cộng hòa Hy Lạp, Vũ Bình, nhớ như in kỷ niệm vào cuối năm 2010. Ông được cử làm trưởng đoàn đi mở Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp. Ông Lập là đầu mối quan trọng kết nối đoàn công tác với những người Việt tại thủ đô Athens. Tất cả người Việt ở đây đều biết ông Lập và hầu hết đã từng được ông giúp đỡ. Ông cũng là đầu mối để từ đó đoàn công tác xây dựng quan hệ bạn bè với một số quan chức Hy Lạp và các đồng chí Đảng Cộng sản Hy Lạp. Chỉ trong vòng một tuần, đoàn công tác đã hoàn tất mọi thủ tục để tuyên bố chính thức sự ra đời của Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp. Một trong những việc đầu tiên đại sứ thực hiện trên cương vị mới là ký cuốn hộ chiếu số 0001 và 0002 cho ông Lập và vợ. Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Lê Hồng Thường cho biết, ông Lập được coi như lãnh tụ tinh thần của người Việt tại Hy Lạp. Ông là người sáng lập Hội Hữu nghị Hy Lạp Việt Nam, Hội Người Việt tại Hy Lạp. Ông đảm nhận xuất sắc vai trò một cán bộ làm công tác cộng đồng, gắn kết cộng đồng người Việt với cộng đồng sở tại. Chị Quách Thành Hương, Chủ tịch Ban chấp hành Hội Hữu nghị Hy Lạp Việt Nam cho biết, người Việt trong cộng đồng tại Hy Lạp cũng như các bạn Hy Lạp trong Hội Hữu nghị Hy Lạp Việt Nam, ai cũng yêu kính bác Lập. Bác tận dụng mọi cơ hội để đưa người Việt đến gần hơn với người Hy Lạp. Từ khi tôi còn nhỏ, cứ khi nào nghe tin Việt Nam gặp bão lũ là biết ngay bác Lập sắp qua. Bác đi đến từng gia đình người Việt để vận động bà con quyên góp hỗ trợ người nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam, người dân vùng lũ tại Việt Nam. Bác làm việc không biết mệt mỏi, tất cả tình cảm luôn hướng về Việt Nam. Chị Hương Oana bồi hồi nhớ lại. Người anh hùng có trong dòng máu Hy Lạp và tâm hồn Việt Nam đã sống một đời như vậy. Ông đã hết lòng phụng sự Tổ quốc Việt Nam đến tận cùng khả năng dù ở nơi đâu. Một bác Lập với mái tóc trắng xóa, nụ cười đôn hậu không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng hạt giống, nguồn cảm hứng bác gieo vào những thế hệ trẻ chắc chắn sẽ tiếp tục đâm chồi nảy lộc. Như cách mà chủ nhân của những dòng tâm sự trên đang làm, đó là cống hiến cho quan hệ hữu nghị giữa hai quê hương của bác Lập. Chị là Hoàng Nguyễn Minh Châu, hiện là trợ lý đại sứ Hy Lạp tại Việt Nam. Trước đây, chị Minh Châu theo học quan hệ quốc tế và nghiên cứu châu Âu tại Đại học Pyrrhus ở thủ đô Athens. Tang lễ của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kotasarantidis Nguyễn Văn Lập 1927-2021 đã được tổ chức trang nghiêm, thành kính vào ngày 29 tháng 6 tại thành phố Rissona, Hy Lạp. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cơ quan đoàn thể và nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Lê Hồng Trường đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia quyến anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kotasarantidis Nguyễn Văn Lập. Đại sứ Lê Hồng Trường khẳng định, sự ra đi của người chiến sĩ Nguyễn Văn Lập đã để lại niềm đau thương mất mát vô cùng to lớn cho gia đình, bạn bè thân hữu cũng như đồng chí, đồng đội và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là tại những nơi mà đồng chí đã từng tham gia chiến đấu. Đồng thời, Đảng và Chính phủ Việt Nam cũng mất đi một người con ưu tú của dân tộc, một người lính Cụ Hồ gương mẫu, sống hết mình vì tập thể, luôn đi đầu trong mọi hoạt động của tổ chức, đóng góp to lớn trong công cuộc giải phóng và bảo vệ đất nước. Khi linh cữu ông được đưa đi hỏa táng, các thành viên trong gia đình và khách tham dự đều vỗ tay để tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Theo văn hóa Hy Lạp, tràng vỗ tay này xứng đáng dành cho người đã sống một cuộc đời trọn vẹn và đáng ngưỡng mộ. Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Chiết, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh
có vòng hoa viếng và gửi lời chia buồn tới gia quyến anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kotas Sarantidis Nguyễn Văn Lập. Những người yêu mến, kính trọng anh hùng Kotas Sarantidis Nguyễn Văn Lập cũng gửi tới ông lời chào từ biệt. Trong đó có nhà báo Trần Thu Hiền, tác giả kịch bản và là người tổ chức sản xuất bộ phim tài liệu Giữa những quê hương chia sẻ. Chị cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi được ghi lại hình ảnh những năm tháng cuối cùng của anh hùng Kotas Sarantidis Nguyễn Văn Lập. Ngay sau khi chị biết tin buồn từ Athens, kỷ niệm những ngày bên ông ùa về như một cuộn phim quay chậm. Bác Lập, chúng cháu vẫn luôn gọi bác bằng cái tên thân thương như thế, dù khi đó bác đã hơn 90 tuổi. Biết viết bao nhiêu cho đủ về tình cảm đặc biệt mà bác dành cho Tổ quốc Việt Nam của mình. Chúng cháu vui vì bác đã rất cảm động sau khi xem phim. Vui hơn nữa vì câu chuyện về bác và một chương sử đặc biệt về những người lính quốc tế trong kháng chiến chống Pháp đã được nhiều người biết đến và lan tỏa. Cháu sững sờ khi nghe tin bác mất, dù trong thâm tâm biết sinh lão bệnh tử là quy luật của muôn đời. Với chúng cháu, hình ảnh bác sẽ luôn ở trong tim. Một người Hy Lạp mang tâm hồn và trái tim Việt Nam. Một đôi mắt ấm áp, mái tóc trắng như cước và giọng cười sang sảng hài hước khiến tất cả những người gặp bác đều yêu mến và nể phục. Và mới đây, vào tối 1 tháng 8 năm 2022, tại sân bay Đà Nẵng, Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu 5, chủ trì tiếp nhận tro cốt anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kotas Sarantidis Nguyễn Văn Lập. Sáng ngày 2 tháng 8, Quân khu 5 tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu anh hùng Kotas Nguyễn Văn Lập theo nghi thức lễ tang quân đội. Đoàn xe tiêu binh chở tro cốt ông đi trên những con phố Đà Nẵng. Mỗi khi xe đi qua doanh trại quân đội, những người lính thế hệ sau đều đưa tay chào. Trong lễ truy điệu ở nhà tang lễ quân khu 5, bà Fortini Sarantida Nguyễn Thị Tuyết, con gái ông Kotas Nguyễn Văn Lập chia sẻ: "Trong phòng của bố tôi luôn có một tấm vải xanh với câu thêu bằng chỉ vàng. Thầy tôi về Hy Lạp, linh hồn tôi ở lại Việt Nam. Hôm nay như cánh chim lạc, bố tôi đã trở về quê hương thứ hai của mình, quê hương của chúng ta, đất mẹ Việt Nam." Anh em thân mến, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Kotas Sarantidis Nguyễn Văn Lập đã về với đất mẹ ở tuổi 94. Tiễn biệt ông là một vòng tay nối liền từ Hy Lạp tới Việt Nam với niềm tiếc thương vô hạn. Một lần nữa xin vĩnh biệt ông, người chiến sĩ quốc tế, vị anh hùng trong trái tim nhân dân Việt Nam. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.